Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục có sự phân hóa. Trong khi ở phía Tây Bắc Bộ có nắng về trưa và chiều, thì ở phía Đông lại chịu tác động của gió Đông Nam nên trời tiếp tục nhiều mây cả ngày, riêng buổi sáng vẫn có mưa. Sự phân hóa về thời tiết dẫn đến nhiệt độ trong ngày hôm nay giữa hai nửa phía Đông và phía Tây cũng khác biệt. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trong khi miền Bắc có sự phân hóa theo chiều ngang, thì ở miền Trung lại có sự phân hóa theo chiều Bắc Nam. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi chịu ảnh hưởng của gió ẩm trong sáng nên có mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nhiệt độ ở đây dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Dịch chuyển xuống khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, trời mây nhiều vào ban sáng. Chiều thì trời nắng, nhiệt độ trong khoảng 27 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng lại có từ sớm, nhiệt độ ở mức cao 29 đến 32 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này không nơi nào có mưa cả, nên nhiệt ngoài trời khá là dễ chịu. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ đang thấp từ 16 đến 19 độ, trời rét nhẹ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ đang ở mức 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Tuy nhiên, nắng sẽ xuất hiện sớm, cường độ nắng mạnh nên thời tiết rét nhẹ ở Tây Nguyên và mát mẻ ở Nam Bộ sẽ không kéo dài. Trong ngày hôm nay, mức nhiệt tại Tây Nguyên sẽ tăng lên từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trên biển, trong sáng và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.